Những câu chuyện về hôn nhân gia đình, tập 13. Có lẽ sẽ có nhiều chị em phụ nữ không tin vào tình yêu, không tin vào hôn nhân. Ấy thế mà ngoài kia vẫn có rất nhiều đàn ông tốt. Họ không thay đổi tình yêu dành cho người phụ nữ mình đã chọn. Vì vậy, dù có đổ vỡ, dù có chông chênh, hãy cứ dũng cảm tìm cho mình một bến đỗ các bạn nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Còn ngay bây giờ, hãy cùng Vân Anh tiếp tục lắng nghe những câu chuyện ngắn hay về tình yêu hôn nhân gia đình các bạn nhé. Câu chuyện thứ nhất. Chồng ơi, bạn gái cũ gọi anh này. Trong cuộc đời, bạn có thể gặp gỡ nhiều người, hẹn hò cũng không ít. Nhưng người theo bạn đến cuối con đường lại chỉ có một người. Chồng ơi, có ai gọi anh kìa? Người nam. Alo. Người nữ. Alo, là anh phải không? Người nam. Xin lỗi, ai vậy? Người nữ. Em là... Người nam. Ồ, là em à. Gọi anh có việc gì thế? Người nữ. Anh có thể ra ngoài một chút không? Em đang ở gần nhà anh nè. Chồng cứ đi đi, em tin tưởng anh mà. Hãy tin tưởng chồng của mình. Tại quán cà phê, người nữ. Anh uống cà phê nhé. Người nam. Em có việc gì thì nói nhanh một chút. Bây giờ đã muộn rồi, anh không yên tâm khi để cô ấy ở nhà một mình. Cô ấy sợ tối lắm. Người nữ. Em ly hôn rồi anh ạ. Người nam. Tại sao vậy? Chẳng phải cậu ấy rất yêu em sao? Người nữ. Anh ấy đã có người phụ nữ khác. Cô gái khóc nức lên một hồi. Người nam. Đừng đau lòng quá như thế. Em vẫn còn trẻ, còn có người tốt hơn xứng đáng với em. Người nữ. Anh có hận em không? Người nam. Tất cả đều qua rồi mà. Giờ anh coi em là một người bạn, không còn chuyện hận thù gì đó nữa. Người nữ. Anh nói thật chứ? Người nam. Ừ, đương nhiên rồi. Anh đã bao giờ nói dối em chưa? Người nữ. Anh còn yêu em không? Người nam im lặng một hồi lâu, đôi mắt mang mắt buồn. Người nữ. Chúng mình kết hôn nhé. Em nhất định sẽ là một người vợ hiền thảo. Người nam. Anh có vợ rồi mà. Tuần trước anh và cô ấy đã đăng ký kết hôn. Tụi anh cũng sắp tổ chức rồi. Người nữ. Thì vẫn là chưa cưới mà. Người nam. Không thể được. Cô ấy thật sự rất yêu anh. Anh không thể làm cho cô ấy tổn thương được. Người nữ. Nếu anh ngại không muốn nói thì hãy để em đi nói với cô ấy. Người nam. Cũng không được. Người nữ. Tại sao vậy? Người nam. Bởi vì anh là đàn ông, vì vậy chuyện đó không thể được. Người nữ. Em biết anh vẫn còn yêu em và em cũng yêu anh. Vậy tại sao chúng ta không thể đến được với nhau? Người nam. Em thật sự muốn biết tại sao ư? Đôi mắt nhìn về xa xăm. Người nữ khẽ gật đầu. Em à, anh xin lỗi nếu những lời này vô tình khiến em chạnh lòng. Nhưng mong em hãy hiểu. Anh biết rằng yêu một người là không hề dễ dàng. Anh cũng hiểu rằng cảm giác tổn thương khi bị bỏ rơi là đau khổ thế nào. Vì vậy, anh không thể rời xa cô ấy. Khi quyết định tiến tới hôn nhân, anh đã thầm hứa với lòng mình rằng cô ấy sẽ là người con gái duy nhất của đời anh. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì đi nữa, anh không cho phép mình có lỗi với cô ấy, không cho phép mình phản bội lại cô ấy. Cho dù sau này có mưa gió hay bão tố, anh đều sẽ che chở cho cô ấy đến cùng. Cô ấy rất yêu anh, lại rất ngốc nghếch, rất thánh thiện.
bất kể làm việc gì đều nghĩ cho anh. Hôm nay cũng chính cô ấy khuyên anh tới gặp em, nên anh mới đến đây. Cô ấy tin rằng anh sẽ không làm gì có lỗi. Khi cô ấy đồng ý lấy anh là đã quyết định sẽ trao cả cuộc đời mình cho anh. Bởi vậy nên anh không cho phép mình chà đạp lên lòng tin của cô ấy. Người nữ, em hiểu rồi. Khi người con gái đồng ý lấy người mình yêu là họ đã quyết định sẽ trao cả cuộc đời của mình cho người con trai. Trên thế giới này có hai loại vẻ đẹp. Vẻ đẹp ngoại hình có thể khiến bạn trở nên cuốn hút nhưng không thể mang cho bạn hạnh phúc. Vẻ đẹp nội tâm thường kín đáo và khó nhận ra, nhưng nhất định sẽ cho bạn hạnh phúc cả đời. Vậy theo bạn, ngoại hình của người phụ nữ quan trọng hay là hạnh phúc quan trọng? Vì không thể yêu nên không thể làm bạn. Người nữ, vậy cho em thường xuyên gặp anh được không? Người nam, có lẽ là không. Anh không muốn có người bạn khác giới nào ngoài người phụ nữ của đời mình. Người nữ, tại sao vậy? Anh có thể cho em lý do chứ? Người nam trả lời, vì chúng ta không có tiếng nói chung. Anh không thể cùng em chơi những trò chơi điện tử mà con gái tụi em thường không thích. Anh cũng không thể thảo luận cùng em những điều mà con gái tụi em thường hay nhắc đến, như chuyện thời trang hay vóc dáng. Anh lại càng không thể cùng em đi dạo phố, không thể cùng em đi ăn uống, cũng không thể cùng em đi xem phim. Bởi những điều ấy, anh sẽ chỉ dành cho vợ mình. Hơn nữa, gặp gỡ em sẽ khiến vợ anh suy nghĩ. Anh không thể làm cô ấy thương tổn vì một điều nhỏ nhặt này. Điều mà người đàn ông tự hào nhất không phải là có bao nhiêu người phụ nữ, mà là có một người phụ nữ bước cùng anh ta đến cuối cuộc đời. Điều mà người phụ nữ tự hào nhất không phải là có bao nhiêu người đàn ông yêu thương mình, mà là người đàn ông của cuộc đời họ, có thể vì họ mà từ chối bao nhiêu người con gái. Người đàn ông cần bản lĩnh trước cám dỗ bên ngoài. Người phụ nữ cần nhẫn chịu trước cô đơn. Là đàn ông, hãy nâng niu người phụ nữ gọi bạn bằng một tiếng thiêng liêng. Khi còn là một thiếu nữ, cô ấy sống ở nhà cha mẹ. Từ nhỏ chưa từng ăn cơm bên ngoài, chưa từng uống một ngụm nước bên ngoài. Nhưng chỉ vì một người đàn ông mà cô ấy sẵn sàng rời xa vòng tay cha mẹ để dành trọn phần đời còn lại cho bạn. Khi làm một người vợ, cô ấy coi cha mẹ chúng ta là cha mẹ cô ấy, coi anh chị em chúng ta là anh chị em của cô ấy. Bạn thử nghĩ xem, nếu có lỗi với cô ấy, chẳng phải chúng ta có lỗi với lương tâm mình hay sao? Đàn ông ăn một bữa no đã vội vàng ra ngoài dạo bước cho tiêu cơm. Còn vợ bạn, 9 tháng 10 ngày mang thai. Từng đó ngày tháng, quả là không dễ dàng. Nếu không vì khát khao được làm mẹ, có lẽ không có ai dũng cảm đối mặt với thử thách ấy trong 9 tháng 10 ngày. Cũng không dễ dàng gì mới vượt cạn sinh nở để được mẹ tròn con vuông. Bạn thử nghĩ xem, nếu có lỗi với cô ấy, chúng ta đã xứng đáng với những điều cô ấy dành cho ta hay không? Khi gọi bạn một tiếng chồng, cô ấy mong bạn có thể gánh vác trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Mong muốn bạn giống như cây cổ thụ vững chắc để cô ấy nương tựa suốt cuộc đời. Khi gọi bạn một tiếng chồng, cô ấy mong bạn hãy biết thương yêu, biết nâng niu cô ấy. Bởi dẫu sao, cô ấy đã từ bỏ cả thiên đường của riêng mình để theo bạn. Khi được gọi một tiếng chồng, bạn nên học cách khiêm tốn, học cách lắng nghe. Người phụ nữ nào cũng rất chung tình và mẫn cảm, đôi khi sẽ cố tình gây sự để chỉ muốn biết bạn yêu cô ấy đến nhường nào. Vào lúc đó, bạn nhất định phải khoan dung và độ lượng với cô ấy. Đừng nên gây sự cãi lộn nếu không muốn làm cô ấy tổn thương.
Khi được gọi một tiếng chồng, bạn hãy ôm cô ấy thật chặt, để cô ấy cảm thấy vững chãi và được yêu thương khi ở trong vòng tay bạn. Khi gọi bạn một tiếng chồng, cô ấy đã trao trọn trái tim cho bạn, đã coi bạn là cả bầu trời, là cả thế giới của cô ấy. Ngoài bạn ra, tất cả chỉ là hai màu đen trắng. Chỉ có bạn mới mang tới sắc màu cho cuộc sống của hai người. Khi được gọi một tiếng chồng, thì những lúc cô ấy rơi lệ, bạn hãy kéo cô ấy vào lòng, để cô ấy thỏa thê khóc trên vai bạn. Và cũng đừng quên lau nước mắt và động viên cô ấy. Bởi chỉ có tình yêu của bạn mới là sức mạnh để cô ấy vượt qua mọi thăng trầm. Khi bạn nghe một tiếng gọi chồng là bạn đã có rất nhiều điều ý nghĩa thiêng liêng. Vì vậy, mong bạn hãy trân trọng và biết trân quý nhân duyên vạn cổ này. Câu chuyện thứ hai, nụ hôn sau phiên tòa. Sáng hôm đó, người ta vẫn thấy anh dắt chiếc xe máy quen thuộc ra khỏi nhà, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm rồi đứng đợi vợ khóa cửa. Khi chị ra, anh vẫn trìu mến đội mũ lên đầu cho vợ, tự tay cài quay mũ. Lần nào cũng vậy, anh đều quay lại hỏi: "Xong chưa em, anh đi nhé." Trước khi phóng xe máy phút đi. Hình ảnh đó ngót 10 năm rồi, cả khu phố này ai cũng thấy quen thuộc. Nhưng khác với mọi lần, nếu thấy cảnh ấy vào mỗi sáng sớm, người ta sẽ lại tếu táo trêu: "Đôi bồ câu đi làm đấy hả?" Còn hôm nay, ai nấy đều giấu một cái nhìn ái ngại. Chẳng ai dám hỏi điều gì, cũng không ai dám gọi với theo. Mọi người lặng lẽ khép cánh cửa nhà mình lại để không làm anh chị phát ngại khi thấy có người nhìn theo mình. Bởi vì hôm nay, anh chị không đi làm mà đi tới tòa án để ly hôn. Anh chị làm vợ chồng với nhau đến giờ cũng được gần 10 năm rồi. Tổ ấm nhỏ bé đó sẽ trở thành một nỗi ước ao với bao người nếu như nó trọn vẹn hơn bằng việc có thêm một tiếng cười con trẻ. Gần 10 năm, anh chị sống mà không có lấy một câu gằn hắt nhau. Mỗi lần nhìn anh chị, người ta đều cảm giác thấy dường như anh chị đang vội vã yêu chỉ vì sợ ngày mai biết đâu có điều gì thay đổi. Thế mới nói, anh chị khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị vì tình yêu quá lớn dành cho nhau. Nhưng ngôi nhà đó vẫn có một thứ khiếm khuyết mà lớn là đằng khác. Gần 10 năm, anh chị vật lộn đi chữa trị khắp nơi để cầu mong ông trời thương tình cho mình một mụn con. Nhưng sự mong mỏi ấy gần như vô vọng khi bác sĩ kết luận chị không có khả năng sinh con. Nỗi đau cứ lớn dần, nó lớn ngang với tình yêu mà anh chị dành cho nhau. Anh là con độc nhất trong một gia đình, trách nhiệm nói dối của anh không có cách nào dũ bỏ được. Gần 10 năm, bố mẹ anh cũng nín nhịn chờ đợi anh chị có cách giải quyết nào tốt hơn cho tương lai sau này của cả một dòng họ. Nhưng ngoại trừ việc anh chị vẫn hạnh phúc, vẫn yêu nhau say đắm, thì chẳng có một biến chuyển nào tích cực. Cho tới một buổi tối mùa đông, ngồi trong căn phòng ấm áp, chị không ngừng tay đan chiếc khăn len màu xanh. "Anh này." Anh ngừng việc đọc cuốn sách còn dang dở, ngước lên nhìn chị. "Sao thế em?" "Mình ly hôn đi." Tay chị vẫn đang nhanh thoăn thoắt, đôi mắt chị vẫn chăm chút nhìn vào từng mũi đan. Gương mặt, ánh mắt của chị chẳng chút ưu tư, buồn thảm. Sự dửng dưng của chị làm anh thấy sợ. "Sao lại như thế?" "Anh không hiểu." "Em bị áp lực từ phía gia đình anh, đúng không? Anh không muốn thì không ai bắt được. Rồi chúng ta sẽ sinh con nuôi." Chị chỉ ngừng lại khi cuộn len hết sợi. Chị ngước lên nhìn anh
trìu mến. Không phải áp lực từ phía ai, cũng không phải hờn giận hay oán thán. Em nghĩ đã đến lúc rồi thôi. Cuộc sống vốn như vậy, đừng cố gắng vì những điều không thể, để rồi cả hai đều bị thương. Em quyết định rồi đấy, nếu anh yêu em thì anh đồng ý đi. Đừng để cả đời em phải sống trong nỗi dày vò. Không thể có con đã là một điều đau đớn, nhưng nếu bắt người mình yêu cũng phải chịu cùng đau đớn đó thì còn tồi tệ hơn nữa. Ly hôn em không đau khổ, mà tìm cho mình những điều lý thú khác, thay vì ngồi bên anh và cảm thấy tội lỗi. Còn anh có thể tìm cho mình một cơ hội khác. Câu chuyện của buổi tối hôm đó cuối cùng được thực hiện. Anh không phải kẻ dứt tình nhanh chóng, nhưng anh hiểu cảm giác mà vợ mình phải trải qua. Vì hiểu, vì yêu, nên anh mới quyết định làm theo vợ mình mong muốn. Không phải để hy vọng tìm được người khác cho mình, mà là để vợ được giải thoát khỏi những áp lực mà bao năm qua cô ấy phải chịu. Đêm trước hôm ra tòa, anh chị vẫn nằm bên nhau. Anh vẫn ôm chị suốt đêm như không hề có chuyện chia ly của ngày mai. Ở tòa, trước khi chính thức ly hôn, người ta hỏi anh chị có gì muốn nói với nhau không? Anh chị nhìn nhau trìu mến. Và rồi, anh lặng lẽ bước đến gần chị. Anh đặt lên môi chị một nụ hôn. Chị khẽ nhắm mắt và đón nhận, như tuổi 20 chị yêu anh lần đầu. Chị nói, cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn anh vì đã đồng ý ly hôn để em không còn bị bủa vây bởi những cảm giác đầy tội lỗi. Anh chị bước ra khỏi tòa. Lần này chị gọi một chiếc taxi, còn anh thì lầm lũi dắt chiếc xe máy quay về. Hai người rẽ về hai hướng khác nhau. Đôi khi cuộc đời vẫn có những nghịch lý như thế. Kiểu như là hôm nay, những người ở tòa chứng kiến một nụ hôn tại phiên tòa ly dị. Tình yêu đôi khi cũng nghịch lý như thế. Chia tay không phải hết yêu, mà là yêu nhiều đến độ dám xa nhau để người kia không đau khổ. Câu chuyện thứ ba. Em thay đổi rồi. Em bỏ cái áo em đang mặc đi được không? Sao vậy anh? Đây là cái áo mẹ em tặng em hôm sinh nhật mà. Anh biết, nhưng nó lỗi thời và quê mùa quá em à. Trước giờ em vẫn mặc như vậy mà. Bây giờ là năm 2013 rồi em ạ. Anh xin em đấy, bớt quê mùa giùm anh chút đi. Mỗi lần đi chơi hợp mặt bạn bè, anh thật sự chẳng muốn dắt theo một chú mười như em chút nào hết. Em làm anh mất mặt quá. Anh xin lỗi, nhưng nếu em yêu anh thì thay đổi vì anh có được không? Anh, em xin lỗi. Nghe những lời anh nói như tát cả gáo nước lạnh vào mặt tôi. Nghe sao chua chát quá. Tình yêu 4 năm trời, nay sao lạnh lẽo quá. Em xin lỗi vì đã làm anh mất mặt. Em sẽ thay đổi. Ừ, thôi, anh có hẹn bạn đi xem bóng đá. Anh về đi, tạm biệt em. Tạm biệt anh. Tôi cúi mặt để không cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang trực trào. Ngày đó và bây giờ vẫn là tôi. Mái tóc đen xõa dài, vẫn những bộ quần áo giản dị và một đôi dép chỉ tầm dưới 100.000 đồng. Ngày đó anh yêu tôi và anh yêu tất cả về tôi. Giờ đây anh yêu tôi, nhưng anh muốn tôi thay đổi tất cả. Ừ, tôi sẽ thay đổi. Tôi bắt đầu đi hớt tóc. Tôi nhuộm lên tóc một màu vàng sáng rực. Tôi tự mua sắm cho mình vài chiếc váy thật đẹp, mỹ phẩm, son phấn,
chẳng thiếu gì. Những đôi giày cao gót làm chân tôi sưng phồng và cả những lần trật chân té ngã. Tôi đau phát khóc, nhưng tôi không dám khóc. Tôi sợ mình sẽ không chịu nổi và bỏ cuộc. Một tuần trôi qua, trong sự hững hờ của anh và sự im lặng của tôi, ngày thứ 11, tôi gọi điện cho anh. Em muốn gặp anh. Ok, quán cũ. Anh đến đón em được không? Em tự đến đi, anh bận rồi. 30 phút nữa anh đến. Tôi đã đến muộn hơn cuộc hẹn 15 phút. Nhưng khi tôi đến, anh vẫn chưa có mặt. Tôi chọn một chỗ ngồi lạ lẫm và gọi một cốc cà phê đen không đường. Hy vọng cốc cà phê sẽ đắng hơn lòng tôi lúc này. Ngồi thêm 20 phút, chuông điện thoại tôi vang lên. Là anh. Tôi bắt máy. Tôi im lặng. Alo, anh xin lỗi, em đến chưa? Anh vừa tới quán. Em đến rồi. Em đang ngồi ở đâu? Sao anh không thấy? Tôi nhìn thấy anh, vẫy vẫy tay gọi anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên nhất có thể. Anh có lầm không vậy? Em là Vân, người yêu anh đây sao? Ừ, anh không lầm, em đây. Tôi cười nhẹ. Chỉ hơn một tuần thôi, sao em thay đổi nhiều quá vậy? Tí nữa thì anh không nhận ra em rồi. Ha ha. Anh cười hả hê. Em đã nói em sẽ thay đổi mà. Tóc vàng, son phấn, vải áo, giày cao gót thế này thì vừa ý anh chưa? Em rất đẹp, anh yêu em, Vân à. Rồi càng lúc, anh càng quan tâm tôi nhiều hơn. Anh ghen nhiều hơn khi bạn bè anh cứ khen ngợi, nhìn ngắm tôi không chớp mắt. Và còn buông nhiều lời trêu ghẹo tôi trước mặt anh. Anh tỏ ra khó chịu và buồn bực. Những khi anh nổi cáo với tôi im lặng. Rồi anh lại tự mình luống cuống xin lỗi. Anh nói anh yêu tôi, anh cần tôi. Anh nói tôi không được rời xa anh. Tôi cười. Kỷ niệm 5 năm yêu nhau, anh tự vào bếp nấu những món tôi thích ăn. Nào là hoa hồng, bong bóng, nến, bánh kem. Tất cả làm căn phòng ấm cúng và lãng mạn hơn bao giờ hết. Sau buổi tối, chúng tôi ngồi bên nhau cùng với chiếc bánh kem. Anh muốn tôi thổi nến và nhắm mắt lại cầu nguyện cho chúng tôi một điều ước. Tôi mở mắt ra. Anh đang quỳ dưới chân tôi. Tay anh cầm một chiếc hộp. Anh mở chiếc hộp ra. Là một chiếc nhẫn rất đẹp và lấp lánh hơn cả những vì sao trên bầu trời. Sau 5 năm tình yêu của chúng ta, đã đến lúc anh phải thay đổi tất cả. Anh muốn được nhìn thấy em mỗi sáng. Anh muốn được hôn lên trán và đưa em vào giấc ngủ ngon mỗi tối. Anh muốn làm cha của các con em sau này. Anh muốn em là của anh trọn vẹn. Làm vợ anh nhé. Tôi mỉm cười ôm anh vào lòng thật lâu. Em xin lỗi, em không muốn làm vợ anh. Em sao vậy? Em đang đùa với anh đúng không? Tôi cười trừ. Em nói đi, tại sao vậy hả? Hai tay anh nắm chặt hai vai tôi, rất mạnh. Tôi biết anh đang sắp điên lên. Em yêu anh, nhưng là em của ngày xưa. Em ngày hôm nay vẫn yêu anh, nhưng không còn là của anh nữa. Em thay đổi rồi anh ạ. Tại sao vậy? Anh yêu em chưa đủ nhiều sao? Chẳng phải anh muốn em thay đổi sao? Em thay đổi rồi đấy, vừa lòng anh chưa? Anh muốn em thay đổi, vậy có khi nào anh nghĩ sau khi em thay đổi thì tình yêu em dành cho anh có còn vẹn nguyên? Một đứa con gái như em còn có thể yêu một thằng con trai đã từng vì vẻ bề ngoài, vì sĩ diện mà xem khinh thường và chà đạp người con gái đã từng rất yêu anh. Xin lỗi anh, đã có người xứng đáng hơn anh để bước bên em. Mình chia tay đi, trò chơi kết thúc rồi.
Tôi đứng dậy, anh níu tay tôi. Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng thay đổi nữa được không? Anh xin em đấy, đừng rời xa anh mà. Anh yêu em, dù em có như thế nào đi nữa, thì anh vẫn yêu em. Ở lại bên anh có được không? Anh khóc. Nhưng tại sao tôi chẳng còn thấy đau lòng? Tôi phủ phàng gạt tay anh ra. Nếu vẻ bề ngoài có thể tạo nên một tình yêu, thì đối với em bây giờ, em đã có tất cả. Cứ đi tìm những gì anh cho là đẹp đẽ và hoài nhoáng mà anh muốn. Rồi sẽ đến lúc anh nhận ra chẳng có những tốt đẹp nào bền lâu. Rồi sẽ đến lúc nó mờ nhạt như khi nó từng đến. Hạnh phúc chỉ dành cho những người biết trân trọng yêu thương. Câu chuyện thứ tư, chiếc thắt lưng của vợ sếp. Người đàn ông dù trăng hoa cỡ nào, khi tìm thấy tình yêu đích thực của mình thì tự nhiên cái thói trăng hoa ấy cũng biến mất. Cô biết anh có tính ấy nhưng vẫn bỏ qua vì anh vẫn rất chu đáo với cô. Nhiều năm trôi qua, anh và cô vẫn chỉ yêu nhau trong im lặng. Nghĩa là không hò hẹn, không dạo phố, không quà tặng. Cả cô và anh đều biết đã qua rồi cái thời xa vắng ấy. Vậy mà bất chợt cô thấy anh mua quà cho cô. Anh mua cho cô chiếc áo có in hình con gấu thật ngộ nghĩnh. Cô đi làm về đã thấy anh giặt và xả cơm pho phơi ở ngoài di phơi. Cô thắc mắc, không biết áo của ai mà lại treo trước cửa nhà mình. Vào phòng, thấy đúng cái mùi nước xả vải ấy. Thì ra là áo của anh mua. Mà ở đây có mình cô, vậy là anh mua cho cô rồi. Để chắc chắn hơn, cô còn chạy sang hỏi mấy đứa phòng bên cạnh. Chiếc áo phơi trước cửa phòng chị là của ai vậy? Cái hằng nói, của chị chứ của ai, anh mua cho chị lúc chiều đấy. Anh ấy còn bảo, yêu nhau mấy năm rồi, hôm nay mới mua được cái áo cho chị. Cô mỉm cười thật tươi. Hôm trước mua cho anh chiếc áo, cô cũng làm như anh vậy. Hôm sau đi làm về, bước vào phòng, cô đã nhìn thấy trên móc treo quần áo có một chiếc thắt lưng màu cà phê sữa thật đẹp. Cô mỉm cười và nghĩ, chắc là anh mua cho mình, nhưng sao thế này nhỉ? Cô ngạc nhiên, cầm xuống xem thì thấy thiếu mất cái mặt của chiếc dây rồi. À, chắc là anh tháo ra để thay mặt khác, vì cái mặt của chiếc dây không phù hợp với nó. Anh là vậy, mua thứ gì về thường sửa lại theo ý của mình, khi nào được thì thôi, và không bao giờ nói cho cô biết là mua cho cô. Một tuần trôi qua, chiếc dây thắt lưng vẫn được treo ở vị trí cũ. Cái mặt tháo ra vẫn chưa được lắp vào. Dù biết là của mình, nhưng cô vẫn hỏi. Sao anh không làm lại chiếc dây thắt lưng đi? Mà anh mua cho em à? Em đừng có mơ nhé, không phải cho em đâu. Anh làm cho vợ của sếp anh đấy. Vợ của sếp anh? Sao anh lại mua dây thắt lưng cho vợ của sếp anh? Trong đầu em chợt nghĩ, sếp anh đã có vợ đâu nhỉ? Rồi thấy em băn khoăn với câu trả lời, anh lại nói tiếp. Bảo làm cho vợ sếp mà, sao em hỏi nhiều thế? Anh nhiều sếp lắm. Cô không hỏi nữa, bởi biết rằng nếu hỏi thì anh cũng không trả lời. Cô mang cục ấm ức đi làm. Anh không phải mua chiếc thắt lưng cho cô, mà là cho vợ sếp. Sếp nào thì cô không biết. Đành rằng là tạo mối quan hệ, nhưng sao phải là cách tặng dây thắt lưng cho vợ sếp? Cô thấy có hàng vạn câu hỏi ở đằng sau chiếc thắt lưng ấy. Cô cảm thấy khó chịu, nhưng không nói cho anh biết. Đi làm về, cô bật tivi hát thật to. Nhìn thấy chiếc thắt lưng, cô lại thấy ấm ức. Anh cũng không nói, không giải thích, chỉ sang phòng cô lấy nước uống và về đi ngủ. Hai tuần nữa lại trôi qua, chiếc thắt lưng vẫn nằm ở vị trí cũ. Cô thôi không thắc mắc, không ấm ức nữa, chỉ nghĩ rằng chắc anh bận nên chưa làm xong để tặng cho vợ sếp được.
Hôm nay anh gọi điện mời cô đi uống nước. Anh hỏi cô. Sao? Có gì ấm ức thì nói cho anh biết xem nào. Chẳng có gì cả. Chỉ là em thấy anh không còn quan tâm em nữa thôi. Sao lại không quan tâm? Đến cái khẩu trang anh còn mua cho em nữa này. Nói rồi anh lấy trong túi một chiếc khẩu trang thật đẹp ra cho cô. Những việc anh làm đều vô nghĩa khi anh mang chiếc thắt lưng tặng cho vợ sếp. Tại sao? Em không thích vì nó là một ẩn số. Anh tặng gì không tặng, sao lại phải tặng chiếc dây thắt lưng? Anh cười phá lên và nói. Thì ra là vậy. Trời ơi, chắc tôi phải đưa cô ấy lên làm bà Hoàng thì mới vừa lòng đây mà. Thế anh không là sếp, em không là vợ sếp, thì ai vào đây làm vợ sếp được nữa đây? Ngốc quá! Cô nghe trái tim mình hát một bản tình ca. Câu chuyện thứ 5. Người thứ 3. Sai lầm lớn nhất cuộc đời anh, đó chính là đã đem lòng yêu hai người phụ nữ. Anh biết, mọi thứ mình đang làm đã làm tổn thương đến người con gái đang trong vòng tay mình. Ánh nắng của buổi sớm ban mai chiếu rọi xuống chiếc giường màu trắng nằm cạnh cửa sổ. Gương mặt người con gái hiện lên nét cười dịu dàng. Eo cô bị siết chặt bởi vòng tay rắn chắc của người đàn ông nằm bên cạnh. Lan trở mình tỉnh giấc, cô quay mặt sang nhìn người đàn ông mình yêu say đắm. Cảm giác được ôm, được hôn, được nằm cạnh người đàn ông này làm cô hạnh phúc. Cô đưa tay lên vuốt ve đôi môi mỏng, cặp mắt đang khép lại của anh một cách nhẹ nhàng. Bỗng bàn tay bị nắm lại. Cảm giác ấm ấm truyền đến làm Lan không kìm được, cười lên tiếng. Huy, đừng hôn nữa, nhột quá. Mặc kệ lời Lan nói, Huy vẫn tiếp tục hung những ngón tay thon dài của cô. Hành động đó như một sự trừng phạt vì tội dám nhìn lén anh ngủ say. Lan yêu cái cảm giác này đến ngây ngất. Cô mong sao khoảnh khắc tuyệt vời này mãi mãi không bao giờ trôi qua, để cô và anh được cùng nhau hưởng trọn niềm vui của tình yêu. Ren, ren. Tiếng điện thoại vang lên làm không khí đang vui vẻ trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ. Lan rụt bàn tay mình về, quay lưng lại phía anh, im lặng, không nói bất cứ câu gì. Còn Huy cảm nhận được ánh mắt đượm buồn của người yêu, lòng anh cũng thấy đau lắm. Nhưng tiếng nhạc chuông cứ mãi vang lên, làm anh không thể nào làm ngơ được. Alo? Một giọng nói nữ phát ra từ đầu dây bên kia. Sao đêm qua anh không về? Huy ngồi tựa vào thành giường, bàn tay trong vô thức nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Anh thấy vai Lan khẽ rung. Cảm giác tội lỗi làm Huy không biết phải trả lời như thế nào mới phải với người phụ nữ đang ở đầu dây bên kia. Huy nói, tối qua anh đi bàn chuyện làm ăn với mấy người bạn rồi ngủ quên luôn tại nhà nó. Lát nữa anh về em đưa con đi học trước đi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nhẹ. Đồ ăn sáng em đã làm, để ở trên bàn, anh về ăn rồi hãy đi làm tiếp nha. Thôi, em cúp máy đây. Ừ, anh biết rồi, tạm biệt em. Dạ. Huy tắt điện thoại và đặt nó trở lại trên đầu giường. Anh nhoài người đến ôm Lan vào lòng. Anh biết cú điện thoại vừa rồi làm cô rất khó chịu, nhưng anh không thể nào làm được gì cho cô ngoài chuyện lén lút qua lại như thế này. Anh là người đàn ông đã có vợ, có con. Anh không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho Lan. Anh xin lỗi. Ngoài tiếng xin lỗi, Huy thật sự không biết giải thích như thế nào để Lan được vui hơn. Vòng tay đang ôm cô khẽ siết chặt. Lan quay đầu lại, khẽ hôn nhẹ anh. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Em không sao, với em bấy nhiêu là quá đủ. Cô biết mình không thể mong chờ được gì từ người đàn ông này.
Chi là cô bạn thân nhất của Lan từ thời cấp 3 đến giờ và cũng chính là vợ của anh. Người phụ nữ dịu dàng vừa cúp điện thoại khi nãy. Cô biết mình có lỗi với Chi, nhưng cô không thể kiềm chế được tình cảm của mình đối với Huy. Người đàn ông này khiến cô yêu đến ngây dại, khiến cô không có cách nào dứt ra và buông tay được. Mỗi đêm anh không đến, cô lại nằm trên chiếc giường này, tưởng tượng đến hơi thở nồng nàn của anh. Giọt mồ hôi chảy dài từ trên mũi xuống hai cơ thể đang quấn quýt. Nhưng người con gái nằm bên dưới thân anh vào thời khắc đó không phải là cô, mà là người vợ nhất mực yêu thương anh. Cô khóc, khóc vì mình đến quá muộn, khóc vì mình lại phải chịu uất ức khi trở thành người thứ ba. Lúc đó cô căm hận người đàn ông này và cô ghét chính bản thân mình vô cùng. Chi là một cô gái tốt, một người vợ đảm đang, một người mẹ luôn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Anh có thể làm gì được cho em đây, Lan? Sai lầm lớn nhất cuộc đời anh, đó chính là đã đem lòng yêu hai người phụ nữ. Anh biết mọi thứ mình đang làm là đang làm tổn thương đến người con gái đang trong vòng tay mình. Nhưng anh thật sự không có lựa chọn nào khác. Anh không thể bỏ vợ con mà đến với Lan được. Chi bị bệnh tim bẩm sinh, cô ấy không thể chịu nổi được sự đả kích này. Từ khi lấy cô ấy về đến nay, anh chưa từng không hài lòng về cô ấy bất cứ điều gì. Cô ấy rất tốt, biết suy nghĩ cho chồng, là người vợ hiền dâu thảo. Còn Lan, người con gái này có tính cách mạnh mẽ và tự lập. Dù biết trong tình yêu tay ba nhất định sẽ có người bị thương tích, nhưng anh vẫn quyết định thà để bản thân anh và Lan chịu đau khổ, chứ không muốn Chi phải gánh nỗi đau do chính tay anh tạo nên. Anh biết mình ích kỷ, anh biết mình không nên làm như thế với em. Nhưng Lan à, anh thật sự không thể tự quyết định mọi thứ. Hãy tha lỗi cho anh được không? Coi như anh tham lam, anh không muốn mất em và cả cô ấy. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc gối trắng tinh. Những ngón tay sắc nhọn bấu chặt vào cánh tay đang đặt ngay eo. Cô cảm nhận được nó đang từ từ đi sâu vào trong da thịt anh. Nhưng anh không hề chống trả. Anh biết chỉ có như thế mới khiến tâm trạng cô đỡ hơn được phần nào. Thôi trễ rồi, anh về đi. Bàn tay anh ôm chặt lấy cơ thể cô, hơi thở nam tính lấn tới, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên má Lan. Cảm ơn em, người phụ nữ tuyệt vời của anh. Baby là đây, dì Lan bế nào. Thân hình nhỏ bé của cậu nhóc nhanh chóng được vòng tay Lan ôm lấy. Cô bế baby lên, hôn nhẹ vào cái má mũm mĩm của nó một cái, chụt rõ kêu. Nó thích thú cười khanh khách đến hiếp cả hai con mắt. Bàn tay ú tròn vuốt qua vuốt lại trên mặt Lan, làm cô không kìm được hôn thêm vài cái nữa vào má của nó. Hai dì cháu đang giỡn vui vẻ thì tiếng của người mẹ bị bỏ quên cắt ngang. Thôi, hai dì cháu đừng có giỡn nữa. Thằng Bi nó mới uống sữa, cậu ghẹo nó cười như thế, nó nôn hết ra cho mà coi. Lan mỉm cười nhìn Chi. Cô kéo tay thằng bé ra khỏi mặt mình rồi đặt nó xuống đất. Baby ngoan, không giỡn nữa. Lát cô Lan mua kem cho con ăn, chịu không? Thằng bé gật đầu li lịa, đôi chân ngắn củng, đi từng bước lại phía Chi, múa múa hai tay đôi Chi bế lên. Baby là con trai của Chi và Huy. Nó năm nay đã tròn 3 tuổi. Thằng bé rất lanh lợi, hoạt bát. Nó rất thích Lan. Thường khi rảnh rỗi, Chi đều bế nó đến cùng Lan đi siêu thị, mua đồ hoặc ra công viên ngồi hóng mát. Riết đó cũng thành một thói quen. Hai dì cháu trở nên thân thiết với nhau. Cảm giác mềm mềm mịn mịn khi được bế thằng bé làm Lan thích thú. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ thằng bé thì lòng cô lại chùng xuống một cách vô chừng.
Ba người đi lại phía chiếc ghế đá đằng trước, Chi đặt thằng bé xuống giữa hai người, rồi đưa cho nó một cây kẹo mút. Bi có kẹo nên không thèm đòi bé nữa, ngồi ngoan ngoãn thưởng thức cái cục tròn tròn đỏ đỏ ngọt ngọt trên tay mình. Thấy ánh mắt Chi có vẻ buồn, Lan hỏi, cậu có chuyện gì không vui à? Chi quay sang nhìn Lan, nhỏ giọng nói, từ hồi sinh bé Bi đến nay, anh Huy thường xuyên vắng nhà vào buổi tối, không có về. Mình ở nhà rất hiu quạnh. Bé Bi còn nhỏ lại không thường xuyên được ở bên cha, thật sự rất tội. Mình biết công việc của anh ấy rất nhiều, nhưng... Nói đến đây, Chi không kìm được nước mắt. Lan nhìn Chi khóc mà lòng cô cũng theo đó mà nặng xuống. Người con gái này không nên bị đối xử như thế. Thằng bé đáng yêu này phải cần có nhiều thời gian bên cha hơn. Mọi chuyện đều tại cô. Người đàn bà mang tiếng là phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, cướp mất mọi thứ của họ. Cô đã sai sao? Lan tự cười chính bản thân mình. Ngay từ đầu quyết định dấn thân vào cuộc chơi này thì cô đã thua rồi. Thua bởi tờ giấy chứng nhận kết hôn. Thua bởi thằng bé đáng yêu đang ngồi bên cạnh mình. Lan cười gượng. Công việc anh ấy thế nào, không lẽ cậu không biết? Cậu đừng suy nghĩ nhiều như thế. Huy là giám đốc điều hành của một công ty, nên các việc như ngoại giao đều do anh ấy tự giải quyết. Mình là thư ký riêng của Huy, nhưng nhiều lúc thấy anh ấy làm cực như thế, cũng không biết phải khuyên như thế nào. Ngày mai, mình sẽ nói với Huy giao công việc tiếp khách này lại cho các nhân viên khác. Anh ấy sẽ lại thường xuyên trở về nhà. Cậu đừng có buồn như thế nữa. Chi nghe Lan nói thế, ánh mắt cô lập tức sáng lên. Cô ấy nắm lấy bàn tay của cô thật chặt. Cảm ơn cậu, Lan à. Lan đã nhận được hai câu cảm ơn trong cùng một ngày. Khi sáng, người chồng của cô ấy cũng cảm ơn cô. Khi chiều, cô ấy cũng cảm ơn cô. Lan thật sự không nghĩ mình lại đáng để người khác biết ơn như thế. Cô là người thắt gút thì cô phải biết tự giác tháo chiếc gút đó để cho nó trở về với vị trí thẳng tướp ban đầu. Máy bay được cất cánh đi Anh vào lúc 3 giờ chiều ngày 22 tháng 4 năm 2014. Lan ngồi vị trí bên ngoài. Ngồi bên cạnh cô là người đàn ông trẻ tuổi. Khi thấy hình ảnh nghiêm túc dán mắt vào máy tính không ngừng làm việc của anh ta, làm Lan nhớ đến Huy. Cô quyết định từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại cuộc sống mới, trả lại nguyên vẹn người đàn ông mà cô yêu say đắm trong suốt 4 năm qua cho Chi. Lan đã nợ Chi và bé Bi quá nhiều, cô không thể tiếp tục sống với cuộc sống như thế nữa. Tiếng gõ bàn phím liên tục làm Lan quay sang người đàn ông bên cạnh một lần nữa. Cô muốn tìm thấy một chút nhỏ hình ảnh quen thuộc trong ký ức của mình. Hình như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô. Người đàn ông trẻ tuổi đó cũng quay đầu lại nhìn Lan. Anh ta lấy trong túi ra một chiếc khăn màu xanh nước biển nhạt đưa cho cô. Cô đừng buồn nữa, con gái khóc trông rất xấu. Mau lau nước mắt đi. Cô nhận lấy chiếc khăn tay trước mặt, mỉm cười nhìn người đàn ông đó. Anh ta có đôi mắt rất đặc biệt, dường như qua đôi mắt đó có thể nhìn thấu được mọi thứ xung quanh. Cảm ơn. Anh ta mỉm cười rồi tiếp tục quay sang làm việc của mình. Còn Lan ngước mắt nhìn ra bầu trời xanh thăm thẳm. Ở nơi đó, chắc giờ này anh đã nhận được thư của em. Đã hơn một tuần sau ngày hôm đó, Huy không đến qua đêm tại căn phòng trọ của Lan. Không phải vì anh quên lãng cô, mà là vì anh không muốn dành một ít thời gian cho vợ con của mình. Anh đã nghe theo lời khuyên của Lan rằng, đừng bỏ mặc người vợ yêu thương anh như thế. Đêm nay, vì nỗi nhớ anh không kìm được, nên quyết định đến nói với cô biết anh sẽ chọn cô, chọn người con gái mà anh yêu tha thiết. Với chị mà nói, đó chỉ là tình cảm xuất phát từ tuổi mới lớn. Họ yêu nhau,
Từ năm 16 tuổi, kết hôn với nhau sau 7 năm yêu nồng nàn. Anh cứ nghĩ tình cảm đó sẽ còn mãi mãi trong anh. Nhưng từ khi gặp Lan, cô thư ký luôn hết lòng vì công việc. Người bạn thân của vợ anh hay thường xuyên đến nhà anh dùng bữa. Không biết từ giây phút nào anh đem lòng yêu Lan. Anh biết cô cũng có tình cảm với mình nên đã quyết định nói ra hết tâm tư. Anh cứ nghĩ Lan sẽ cự tuyệt, đòi anh ly hôn với Chi mới chịu qua lại với anh. Nhưng không ngờ cô không cần danh phận, tự nguyện làm kẻ thứ ba bí mật, làm người phụ nữ phía sau sự thành công vang dội của anh. Huy biết cô chịu nhiều đau khổ. Mỗi lần vợ anh gọi điện đến, anh có thể trông thấy ánh mắt đượm buồn của Lan. Anh đã làm khổ cô quá nhiều, cũng đến lúc anh đưa ra quyết định cho riêng mình. Khi bước vào nhà, đập thẳng vào mắt anh, đó chính là bức ảnh cô dâu cười rạng rỡ. Nó được treo chính giữa chiếc giường, nơi anh và cô từng trao nhau những nụ hôn đêm về tràn đầy hạnh phúc. Huy bước từng bước chân nặng nề lại phía đó. Bên dưới bức tranh có một lá thư được bao bọc rất kỹ càng, xếp ngay thẳng, được cây bút máy do chính tay anh tặng cô đè lên. Không hiểu sao lúc đó, trong lòng Huy có một dự cảm không lành. Căn phòng tỏa ra hương lạnh. Bàn tay run rẩy cầm lấy bức thư. Khi mở ra, nét chữ múa lượn quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Huy ngồi thụp xuống đất, đầu đập xuống gối đau khổ, hét lên gọi tên cô. Lan! Gửi anh, người đàn ông em yêu. Có lẽ khi anh nhìn thấy bức thư này thì em đã không còn bên cạnh anh nữa. Em quyết định rời khỏi nơi đau buồn này, trả lại cuộc sống vốn yên bình lại cho anh và Chi. Baby, nó cần có sự yêu thương từ cha. Chi cần có tình yêu ấm áp từ chồng. Bọn họ đều cần anh hơn em rất nhiều. Thấy họ đau khổ, em không thể nhẫn tâm cướp mất anh được. Em còn trẻ, chưa lập gia đình. Tương lai sau này sẽ không có bất cứ vướng bận gì nữa. Tình yêu em trao cho anh sẽ nhanh chóng được em cất kỹ vào trong góc trái tim. Còn Chi thì khác. Cô ấy là vợ anh. Cô ấy đã có baby với anh. Thì anh phải biết trân trọng yêu thương cô ấy. Đừng nhớ đến em nữa. Em không xứng để anh nhớ mong như thế đâu. Cảm ơn tình yêu của anh dành cho em trong suốt 4 năm qua. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian em sống hạnh phúc nhất. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ vì không chịu nổi được cái cảm giác chia sẻ người đàn ông mình yêu với người khác. Em không phải là cô gái tốt như anh nghĩ đâu. Hãy đối xử tốt với mẹ con Chi, họ mới là người thân của anh. Bức hình cưới này em chụp từ tháng trước. Em định rủ anh đi cùng, nhưng suy nghĩ lại rồi thôi. Em không có ý làm anh mong nhớ, em chỉ mong anh cũng giống như em. Cất hình ảnh xinh đẹp khi được làm cô dâu của em vào trong góc khuất của trái tim. Hãy quên em đi anh nhé. Chúc anh hạnh phúc.